sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/vietjackofficialstore. Xin chào các bạn học sinh, cô chào chúng ta lại gặp nhau trong các video hướng dẫn giải sách giáo khoa địa lý lớp 9, bộ sách Cánh Diều. Và bài ngày hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các em đi trả lời các câu hỏi và bài tập, đó chính là bài số 8, dịch vụ. Và câu hỏi đầu tiên mà cô sẽ hướng dẫn các em, đó là câu hỏi nằm trong phần mở đầu của bài học. Dịch vụ nước ta ngày càng phát triển đa dạng và là ngành kinh tế chủ đạo, động lực để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Vậy các nhân tố quan trọng nào ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ? Mạng lưới giao thông vận tải, ngành bưu chính viễn thông phát triển ra sao? Xu hướng phát triển mới của thương mại và du lịch là gì? Và trong câu hỏi mở đầu của chúng ta, có những ý nào chúng ta cần phải trả lời ạ? Ý thứ nhất, đó là trả lời về các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ. Ý thứ hai, đó là trình bày sự phát triển của mạng lưới giao thông vận tải và ngành bưu chính viễn thông. Và ý thứ ba, đó là nêu ra những xu hướng phát triển mới của ngành thương mại và du lịch. Vậy thì đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ cùng đi trả lời các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ. Đó là các nhân tố trình độ phát triển kinh tế, đặc điểm dân số, khoa học công nghệ, chính sách, vốn đầu tư, thị trường, vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên. Thứ hai, đó là sự phát triển của mạng lưới giao thông vận tải và ngành bưu chính viễn thông. Đối với mạng lưới giao thông vận tải thì phát triển với tốc độ nhanh, mạng lưới được mở rộng, đa dạng loại hình và chất lượng vận tải tăng lên. Còn đối với bưu chính viễn thông thì phát triển mạnh mẽ, doanh thu dịch vụ bưu chính viễn thông ngày càng tăng và nhiều loại hình dịch vụ. Và cuối cùng là xu hướng phát triển mới của thương mại và du lịch. Đối với thương mại, xu hướng phát triển mới đó là đa dạng phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh thương mại, số hóa, công nghệ hóa, cơ cấu hàng xuất nhập khẩu chuyển dịch theo chiều sâu. Còn xu hướng mới trong phát triển du lịch đó là phát triển du lịch bền vững, ứng dụng công nghệ số, chú trọng đầu tư khai thác các khu vực động lực phát triển du lịch, phát triển đa dạng thị trường khách du lịch quốc tế. Và đó là phần trả lời khái quát cho câu hỏi mở đầu ngày hôm nay của chúng ta. Tiếp theo, bước vào mục nội dung kiến thức 1 lớn, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ. Cô trò chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi trang 131. Đọc thông tin, hãy phân tích vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta. Lấy ví dụ cụ thể. Như vậy, như trong phần trình bày câu hỏi mở đầu, cô trò ta đã khái quát ra những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ, đúng không nào? Vậy thì trong câu hỏi này, cô trò chúng ta sẽ đi phân tích cụ thể về vai trò của từng nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta và lấy ví dụ cho từng nhân tố này. Nhân tố đầu tiên đó chính là kinh tế nước ta ngày càng phát triển, hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, cơ cấu ngành kinh tế đa dạng đã thúc đẩy dịch vụ phát triển. Ví dụ như hoạt động khai thác dầu mỏ và khí đốt ở nước ta đã được đẩy mạnh, thúc đẩy sự phát triển của hoạt động xuất khẩu dầu thô. Nhân tố thứ hai đó là dân số đông, mức sống và sức mua của người dân ngày càng tăng lên là điều kiện quan trọng thúc đẩy dịch vụ phát triển. Sự phân bố dân cư cũng như mạng lưới quần cư đã tác động đến sự phát triển và phân bố mạng lưới dịch vụ. Ví dụ như các trung tâm thương mại thì thường được phân bố ở nơi tập trung đông dân cư như là các thành phố hay là các thị xã. Và nhân tố thứ ba đó chính là khoa học công nghệ. Khoa học công nghệ càng phát triển, đặc biệt là công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã làm thay đổi phương thức sản xuất cũng như là cung ứng dịch vụ, phát triển nhiều loại hình dịch vụ hiện đại. Ví dụ như công nghệ thông tin phát triển đã tạo ra hoạt động mua sắm trực tuyến trên các trang thương mại điện tử. Và nhân tố tiếp theo đó chính là các chính sách phát triển dịch vụ. Có các chính sách phát triển dịch vụ như là phát triển các ngành dịch vụ ưu tiên, thu hút vốn đầu tư, khoa học công nghệ cho phát triển dịch vụ. Và các chính sách này thì đã góp phần tạo ra nhiều loại hình dịch vụ mới. Ví dụ như là chính sách phát triển du lịch cộng đồng thì đã tạo ra các loại hình du lịch homestay cộng đồng. Và nhân tố nữa đó chính là về thị trường. Thị trường của ngành dịch vụ thì ngày càng mở rộng, đã thúc đẩy hoạt động thương mại cũng như là các loại hình dịch vụ khác phát triển.
Ví dụ như là thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam thì ngày càng mở rộng, đã thúc đẩy hoạt động sản xuất và xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Và tiếp theo đó là nhân tố vị trí địa lý. Nhân tố vị trí địa lý có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển dịch vụ. Nước ta nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế, rất thuận lợi cho sự phát triển của giao thông vận tải và nhiều loại hình dịch vụ khác. Ví dụ như là các cảng ven biển nước ta thì thuận lợi cho giao thông vận tải đường biển và dịch vụ logistics. Và cuối cùng là nhân tố điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cũng như lịch sử văn hóa. Đây là các điều kiện để phát triển các ngành như giao thông vận tải, du lịch và thương mại. Ví dụ như nước ta thì có nhiều các địa điểm di tích lịch sử văn hóa. Đây đều là địa điểm du lịch nổi tiếng và rất thuận lợi để phát triển du lịch. Tiếp theo, chuyển sang nội dung kiến thức hai lớn, một số ngành dịch vụ. Một nhỏ, giao thông vận tải. Cô trò chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi trang 133. Dựa vào thông tin và hình 8.1, hãy trình bày tình hình phát triển giao thông vận tải ở nước ta. Xác định các tuyến đường bộ chính, đường sắt, các cảng biển và cảng hàng không lớn. Và hình 8.1 ở đây là bản đồ giao thông vận tải Việt Nam năm 2021. Trước tiên, cô trò chúng ta sẽ dựa vào thông tin trong bài cũng như bản đồ này để trình bày về tình hình phát triển giao thông vận tải ở nước ta. Ngành giao thông vận tải nước ta trong những năm qua thì phát triển với tốc độ nhanh. Quan sát vào bảng 8.1, khối lượng vận chuyển hàng hóa phân theo loại hình vận tải nước ta giai đoạn 2010-2021, chúng ta sẽ thấy rằng khối lượng vận chuyển hàng hóa của giao thông vận tải tăng, trong đó đường bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất. Và mạng lưới giao thông vận tải nước ta thì được mở rộng với các loại hình giao thông rất đa dạng, chất lượng vận tải ngày càng tăng, góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Cụ thể, đối với đường bộ, lãnh thổ nước ta kéo dài từ Bắc xuống Nam và hẹp ngang từ Đông sang Tây, với cấu trúc địa hình khá đa dạng. Vì vậy mà trên lãnh thổ đã hình thành các tuyến đường huyết mạch, nối liền các miền tự nhiên và các vùng kinh tế. Chúng ta có các tuyến chạy theo hướng Bắc Nam như là quốc lộ 1 ở phía Đông, đường Hồ Chí Minh ở phía Tây và các tuyến cao tốc Bắc Nam. Còn có các tuyến đường Đông Tây để kết nối các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung với các nước láng giềng Lào, đó là quốc lộ 7, quốc lộ 8 và quốc lộ 9. Tiếp theo đó là về đường sắt. Các tuyến đường sắt ở nước ta thì tập trung chủ yếu ở miền Bắc, trong đó có đường sắt Bắc Nam hay còn gọi là đường sắt thống nhất là tuyến đường sắt quan trọng nhất của nước ta. Trong những năm gần đây thì cũng đã xuất hiện đường sắt ở các đô thị như là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội, đó chính là tuyến đường sắt trên cao, đúng không ạ? Cát Linh Hà Đông. Và tiếp theo là đường thủy nội địa. Đường thủy nội địa ở nước ta thì chủ yếu vận chuyển hàng hóa và được tập trung nhiều ở khu vực đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Còn về đường biển thì mạng lưới giao thông vận tải biển ở nước ta có các tuyến nội địa, quốc tế và hệ thống cảng biển ngày càng phát triển. Các cảng biển quan trọng ở nước ta đó là Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Và cuối cùng là đường hàng không. Nước ta có mạng lưới đường bay nội địa và quốc tế được mở rộng gắn với các cảng hàng không. Tính đến năm 2021 thì nước ta có hệ thống cảng hàng không gồm 22 cảng, trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế. Đặc biệt, các cảng hàng không quốc tế như Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất là cửa ngõ quốc tế, là đầu mối giao thông chính của nước ta. Tiếp theo là xác định các tuyến đường bộ chính, đường sắt, các cảng biển và cảng hàng không lớn. Đường bộ chính của nước ta thì có các tuyến đó là quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 7, 8, 9. Còn về đường sắt thì chúng ta có các tuyến đường sắt chính đó là đường sắt Bắc Nam, đường sắt Hà Nội Lạng Sơn, đường sắt Hà Nội Lào Cai. Các cảng biển chính của nước ta đó là cảng Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Và các cảng hàng không lớn bao gồm Nội Bài, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Tiếp theo chuyển sang mục 2 nhỏ, bưu chính viễn thông. Cô trò chúng ta đi trả lời câu hỏi trong 134. Dựa vào thông tin, hãy trình bày sự phát triển ngành bưu chính viễn thông ở nước ta. Ngành bưu chính viễn thông ở nước ta thì hiện nay đang được phát triển mạnh mẽ và đáp ứng được nhu cầu sản xuất cũng như là đời sống. Với doanh thu dịch vụ bưu chính viễn thông ngày càng tăng với nhiều loại hình dịch vụ.
Cụ thể, nhìn vào bảng 8.1, một số chỉ tiêu phát triển của ngành bưu chính viễn thông giai đoạn 2010-2021, chúng ta sẽ thấy rằng doanh thu của bưu chính viễn thông đều tăng lên. Doanh thu của bưu chính thì tăng từ 6,1 nghìn tỷ đồng năm 2010 lên 26,8 nghìn tỷ đồng năm 2021. Còn doanh thu viễn thông thì tăng từ 177,8 nghìn tỷ đồng năm 2010 tăng lên 316,4 nghìn tỷ đồng năm 2021. Cụ thể, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sự phát triển của ngành bưu chính. Ngành bưu chính có sự phát triển, đó là mạng lưới bưu cục được xây dựng, phát triển và phân bố rộng rãi với nhiều dịch vụ mới như là dịch vụ chuyển phát nhanh, điện hoa, phát hành báo chí, tài chính. Và chuyển đổi số trong hoạt động bưu chính đã được đẩy mạnh với các trung tâm bưu chính ứng dụng công nghệ số. Các doanh nghiệp bưu chính ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới. Tiếp theo là sự phát triển của ngành viễn thông. Mạng lưới viễn thông của nước ta phát triển nhanh và đa dạng, gồm mạng điện thoại, mạng phi thoại và mạng truyền dẫn. Mạng điện thoại thì không ngừng phát triển với số điện thoại bình quân trên 100 dân ngày càng tăng, trong đó điện thoại thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi. Mạng truyền dẫn cũng được phát triển và nước ta thì hội nhập với thế giới qua hệ thống vệ tinh và cáp quang. Tính đến năm 2021, nước ta có 7 tuyến cáp quang biển kết nối đi quốc tế và 2 hệ thống truyền dẫn vệ tinh. Còn mạng băng rộng cố định thì được phủ sóng toàn quốc với tổng chiều dài hơn 1,1 triệu km. Mạng băng rộng di động phát triển mạnh mẽ với các thế hệ như là 3G, 4G và 5G. Số thuê bao Internet và doanh thu viễn thông của nước ta cũng ngày càng tăng. Tiếp theo, chuyển sang mục 3 nhỏ, xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại. Cô trò chúng ta có câu hỏi. Đọc thông tin, hãy phân tích một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại ở nước ta. Vậy thì trong ngành thương mại nước ta có những xu hướng phát triển mới nào ạ? Thương mại ở nước ta phát triển với nhiều xu hướng mới và mang lại hiệu quả cao. Thứ nhất, đó là các phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh thương mại trong nước ngày càng đa dạng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trao đổi qua các cơ sở bán lẻ hiện đại như là siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi ngày càng tăng. Và bên cạnh đó là sự phát triển nhanh của thương mại điện tử. Xu hướng thứ hai, đó là thương mại trong nước chuyển dịch theo hướng số hóa, công nghệ hóa, tăng cường kết nối, tham gia vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu. Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại được phát triển đồng bộ và đa dạng, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại điện tử, phù hợp với từng vùng miền. Và xu hướng phát triển mới thứ ba, đó là cơ cấu hàng xuất nhập khẩu chuyển dịch theo chiều sâu. Cụ thể là tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến sâu, có hàm lượng khoa học và giá trị kinh tế cao. Tỷ trọng nhập khẩu máy móc thiết bị hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến từ các nước có nền công nghiệp phát triển ngày càng tăng. Bên cạnh đó là việc đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu. Nước ta đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường lớn và tiềm năng như là EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Liên bang Nga và Ấn Độ. Tiếp đó là chuyển dịch cơ cấu thị trường nhập khẩu theo hướng tăng tỷ trọng nhập khẩu từ các thị trường công nghệ nguồn. Và đó là những xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại. Tiếp theo, chuyển sang mục 4 nhỏ, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu về xu hướng phát triển mới trong ngành du lịch thông qua việc trả lời câu hỏi trang 135. Đọc thông tin, hãy phân tích một số xu hướng phát triển mới trong ngành du lịch ở nước ta và lấy ví dụ cụ thể. Vậy, trong ngành du lịch của nước ta thì có những xu hướng phát triển mới nào ạ? Xu hướng đầu tiên đó là đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh, đảm bảo hài hòa giữa phát triển du lịch với sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó là chú trọng phát triển du lịch văn hóa, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc. Để lấy ví dụ cho xu hướng này thì chúng ta có thể thấy hoạt động phát triển du lịch biển gắn với bảo vệ các dạng san hô trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xu hướng thứ hai đó là phát triển du lịch theo hướng ứng dụng công nghệ số, công nghệ xanh, sạch trong kinh doanh du lịch. Phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, trong đó chú trọng các sản phẩm du lịch đặc trưng có lợi thế cạnh tranh như du lịch nghỉ dưỡng biển đảo và du lịch thể thao, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và nông thôn hay là du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Ví dụ như là khu ATK Định Hóa của Thái Nguyên đã phát triển du lịch gắn với các điểm di tích lịch sử văn hóa và đây chính là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng Việt Nam. Xu hướng thứ ba trong phát triển ngành du lịch
đó là chú trọng đầu tư và khai thác phát triển các khu vực động lực phát triển du lịch. Chúng ta có các khu vực động lực phát triển du lịch đó là Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Cùng với đó là phát triển các khu du lịch quốc gia như là Sapa, Hạ Long, Bái Tử Long, Vân Đồn, Tràng An, Phú Quốc và phát triển các trung tâm du lịch quốc gia đó là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc để thúc đẩy lan tỏa phát triển du lịch đến các vùng và các địa phương khác. Ví dụ như việc phát triển du lịch tại khu du lịch Sapa sẽ thúc đẩy sự phát triển du lịch trong các khu vực khác của tỉnh Lào Cai như là bản Y Tý, đèo Ô Quy Hồ hay là bản Cát Cát. Và xuồng phát triển mới cuối cùng trong ngành du lịch đó là phát triển đa dạng thị trường khách du lịch quốc tế từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Tây Âu và Bắc Âu. Ví dụ như là các thị trường nước ngoài đang tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam bao gồm Mỹ, Nhật, Australia, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp, Đức, Anh và Hàn Quốc. Và như vậy là cô trò chúng ta đã trả lời xong các câu hỏi nằm trong từng một nội dung bài học. Và phần tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn các em đi trả lời câu hỏi trong phần luyện tập và vận dụng. Đầu tiên là câu hỏi luyện tập trang 135. Dựa vào bảng 8.1, hãy nhận xét cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa phân theo loại hình vận tải nước ta giai đoạn 2010-2021. Ở đây chúng ta có bảng 8.1 là khối lượng vận chuyển hàng hóa phân theo loại hình vận tải ở nước ta giai đoạn 2010-2021. Tuy nhiên bảng số liệu này là đơn vị triệu tấn là số liệu tuyệt đối. Vậy để nhận xét được cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa phân theo loại hình vận tải thì chúng ta phải chuyển số liệu sang số liệu tương đối, đúng không ạ? Và cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi xử lý số liệu. Sau khi xử lý số liệu thì chúng ta có bảng, đó chính là bảng cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa phân theo loại hình vận tải nước ta giai đoạn 2010-2021 đơn vị phần trăm. Và dựa vào bảng số liệu đã xử lý này thì cô trò chúng ta sẽ nhận xét về cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa phân theo loại hình vận tải nước ta trong giai đoạn này. Nhìn chung thì cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa phân theo loại hình vận tải nước ta giai đoạn 2010-2021 đã có sự thay đổi về tỷ trọng các loại hình. Song thì loại hình vận tải đường bộ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất và thấp nhất vẫn là loại hình vận tải đường hàng không. Cụ thể, loại hình vận tải đường bộ chiếm tỷ trọng khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn nhất với 80,4% năm 2021 và tăng đều qua các năm. Tiếp theo là đường thủy nội địa đứng thứ hai với tỷ trọng khối lượng vận chuyển hàng hóa năm 2021 là 14,9%, tuy nhiên lại giảm dần qua các năm. Tiếp theo là đường biển có tỷ trọng khối lượng vận chuyển hàng hóa năm 2021 là 4,3% và cũng giảm dần qua các năm. Chiếm tỷ trọng thấp nhất trong cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa là đường sắt và đường hàng không, lần lượt là 0,4% và 0,019% năm 2021. Xu hướng tăng tỷ trọng nhưng vẫn còn thấp. Tiếp theo chuyển sang câu hỏi vận dụng. Tìm hiểu và trình bày về một loại hình thương mại ở địa phương em. Chợ hoặc siêu thị hoặc trung tâm thương mại theo gợi ý sau. Tên loại hình, địa điểm, một số mặt hàng chủ yếu, vai trò của loại hình thương mại đó. Đối với câu hỏi vận dụng này thì các em có thể lựa chọn về một loại hình thương mại ở địa phương em. Ở địa phương em thì có loại hình thương mại gì? Có chợ, có siêu thị hay là có trung tâm thương mại? Các em sẽ tìm hiểu và trình bày về loại hình thương mại đó theo các gợi ý, đó là tên của chợ hoặc là siêu thị hoặc trung tâm thương mại và địa điểm và một số mặt hàng chủ yếu tại loại hình thương mại đó và vai trò của loại hình thương mại đó. Trong phần hướng dẫn của cô thì cô đã tìm hiểu và trình bày về loại hình thương mại chợ, cụ thể là chợ đầu mối xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Chợ đầu mối xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình từ trước đến nay được biết tới như điểm tập kết trung chuyển hàng hóa là rau màu, hoa quả, củ quả lớn nhất tại tỉnh Thái Bình. Ở đây, người dân chủ yếu phát triển kinh tế gắn với trồng cấy, kinh doanh, buôn bán hoa màu. Theo ước tính, bình thường tại xã Quỳnh Hải mỗi ngày tiêu thụ từ 75 đến 100 tấn rau củ quả, hoa quả, rau thơm các loại đi khắp nơi từ miền Trung đến miền Bắc. Thời điểm cao điểm, cuối năm, số lượng này lên đến cả từ 150 đến 200 tấn hàng hóa. Khu vực chợ đầu mối xã Quỳnh Hải như điểm tập kết, trung chuyển, giao thoa giúp hàng hóa được lan tỏa đi các nơi. Nghĩa là ở đây không chỉ bày bán xuất đi sản phẩm do người nông dân trong xã sản xuất ra
mà rau màu, nông sản từ các huyện khác trong tỉnh Thái Bình hay kể cả ở một số tỉnh như Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên và Nam Định cũng được đưa về đây rồi từ đây tỏa đi khắp nơi. Và với câu hỏi vật dụng này cũng đã kết thúc video hướng dẫn giải sách giáo khoa ngày hôm nay của cô. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các em trong các video hướng dẫn giải bài tập tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.